Lấy hình ảnh chưa chỉnh răng của Angela Baby tuyên truyền, một bệnh viện bị kiện. Angela kiện một bệnh viện vì sử dụng hình ảnh của cô để tuyên truyền chỉnh nha. Theo truyền thông quốc tế đưa tin, một bệnh viện ở Bắc Kinh đã sử dụng 36 hình ảnh của Angela Baby thời chưa niềng răng để tuyên truyền chỉnh nha. Đặc biệt, phía bệnh viện không hề liên lạc gì với nữ diễn viên trong vấn đề sử dụng hình ảnh. Ngay lập tức, Angela Baby đã kiện bệnh viện này và đòi bồi thường 36.000 nhân dân tệ. Hiện tại tòa án đã tiếp nhận đơn kiện của Angela Baby, phía tòa án cho rằng bệnh viện không được sự đồng ý của nữ diễn viên Angela Baby trong việc sử dụng hình ảnh, do đó cấu thành tội xâm phạm quyền hình ảnh. Sau đó, tòa yêu cầu bệnh viện nha khoa phải đăng thông báo trên tài khoản WeChat và bồi thường kinh tế cho nữ diễn viên. Trước đó, Angela Baby liên tục bị nhắc tới với danh xưng mỹ nhân dao kéo đẹp nhất Hồng Kông do gương mặt thay đổi đáng kể so với khi mới tham gia showbiz. Thậm chí, một số tờ báo lớn Trung Quốc còn đăng tải những hình ảnh so sánh Angela Baby thuở đôi mươi với hiện tại, khẳng định mỹ nhân Vân Trung Ca đã gọt hàm, độn cằm, nâng mũi, cắt mí để sở hữu nhan sắc hoàn hảo như hiện tại. Sau đó, nữ diễn viên đã nhiều lần lên tiếng khẳng định bản thân không dao kéo, cô chỉ sử dụng biện pháp niềng răng để gương mặt trở nên thon gọn hơn. Thậm chí, để chứng minh, người đẹp đã đi thẩm định tại bệnh viện và công khai ảnh chụp X quang trước truyền thông, và sự thật là cô có vẻ đẹp tự nhiên.